Dậy sóng chiều nay, bà con đứng ngồi không yên. Anh Thình chưa kịp hoàn hồn bởi chính mình đã trở thành nạn nhân. Biến động lớn đã xảy ra với gia đình. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sống ở trên đời, đừng bao giờ nhìn sự việc bằng một đôi mắt tầm thường. Không phải ai cũng tốt, kể cả Phật tử, thiện nam tín nữ, xa hay gần, và đang với những người kề cận gia đình sư Minh Tuệ từ hôm bữa tới giờ, vẫn đang còn những kẻ được gọi là nội gian, những kẻ được gọi là âm mưu đang kề cận mà trà trộn trong đó chúng ta không hề hay biết. Điều này có muốn thông tin trong buổi chiều hôm nay cho cô chú anh chị mình biết, bởi vì con đã nắm được một số thông tin hết sức là quan trọng, là vụ việc là anh Thình liên tục lên hình trong những ngày hôm nay là hoàn toàn có động cơ dẫn dắt của một số đối tượng, mà trong đó cụ thể là một trong những người, con không dám nói số lượng nhiều hơn, con chỉ muốn nói rằng một trong những người đang trực tiếp quay phim và ghi hình bằng mọi phương tiện ở trên đó. Sở dĩ như không như vậy là anh Thình có muốn cộng đồng tới quay phim mình không? Mà mục đích những người quay phim đó, những người đang cứ gặng hỏi anh Thình miết, thì mục đích để làm gì? Câu cuối cùng chốt lại, dòng do Tam Quốc đã đời vẫn là sư Minh Tuệ đang ở đâu? Cái câu hỏi cuối đó dành cho anh Thình, quý vị biết không? Lúc nào cũng gặng hỏi rằng sư Minh Tuệ đang ở đâu. Và thiệt tình là anh Thình không biết. Đó là câu trả lời chân thật, chứ không phải là anh Thình che giấu. Thì một sự may mắn cho cộng đồng là như vậy. Mà bọn họ dẫn dắt để làm gì? Tức là một âm mưu nào đó hòng tìm ra dấu vết của sư Minh Tuệ, mặc dù ngài đang ẩn tu. Con rất là cảm phục và cảm thán. Có thể là những ngày trước đó sư Minh Tuệ đã dự đoán được những chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới, nên ngài mới sắp xếp và căn dặn anh Thịnh từ cái khâu mà lập hàng rào bên ngoài, rồi sau 5-7 ngày gì đó là thầy sẽ trở lại để tiếp tục học theo lời Phật dạy. Nhưng đó chỉ là những câu để trấn an tinh thần của gia đình và vợ chồng anh Thịnh mà thôi. Một mặt khác là hạn chế là người ra vào trong vườn để giữ lại cái sự bình yên. Còn ở đây theo một chi tiết đó, cái gì biết không, đang có một sự chia cắt, bởi họ dẫn dắt mà những câu hỏi mà họ chuẩn bị đặt ra cho anh Thình đều lên kịch bản sẵn, thì họ xấy vào cái nội bộ gia đình người ta, rồi công ty này công ty kia, rồi liên can đến anh Tuấn. Nhưng mà hiện giờ thì trong nội bộ con không có bàn tới sâu, con chỉ nói hình thức bề ngoài thôi, là giữa anh Thình không có tương tác với anh Lê Anh Tuấn. Tại trong tất cả những buổi phỏng vấn, kể cả cái lá đơn mà anh Thình đó trình cho cơ quan chức năng, cũng chỉ nói rằng tôi và ba mẹ tôi thôi, chứ không hề nhắc tới người anh trai. Nó là như vậy. Thì rõ ràng với chi tiết mà mọi người nhìn thấy, đâu phải tự dưng gì mà YouTube lại ở đó mà quay miết như vậy. Rồi họ dựa vào những cái người tới để kính giếng. Họ đang lợi dụng cái lòng tốt của những người muốn đảnh lễ để họ quay phim. Họ kêu là cô có chia sẻ gì, chị có chia sẻ gì, để họ lấy cái đó làm cái nền tảng, để làm cái vỏ bọc bên ngoài rằng mình là một người rất tốt, để là bảo vệ sư Minh Tuệ và tìm ra sư Minh Tuệ. Bên cạnh đó là những cái thông tin khác lòn ở bên ngoài, là để giật gân, giật dây, trả sư Minh Tuệ lại cho tôi, trả sư Minh Tuệ lại cho chúng tôi. Cái điều đó đó trả để làm cái gì? Rồi chưa kể rằng có nhiều thông tin kêu chứng minh đi sư Minh Tuệ an toàn, nếu như nói ngài đang ẩn tu là phải có hình ảnh đồ này kia. Mà theo như con biết đó, quý vị ai cũng hiểu rằng chỉ có bọn họ cố tình không hiểu. Nếu như mà bây giờ cho biết sư Minh Tuệ đang ở đâu, vậy không khác nào công bố lại ông thầy ở bụi này.
để tất cả những người đó họ có cơ hội bu vào hay sao. Nhưng mà bây giờ họ đang á, giống như đấu trí vậy, họ đang cố tình bám ở đó. Mỗi ngày cầm máy lên, phong cảnh bữa nay ngày 1 là cô chú, ngày 2 là cô chú, ngày 3 là cô chú, bà con tới viếng cấp thầy là cô chú, các thứ. Mẫu vị thấy từ đầu tới cuối, từ lắp cái đèn đường, từ dọn đường cho cây bồ đề, rồi từ tiếp sức cho những người mà ma mị cúng dái bông hoa trà quả gì đó nằm ở trong cốc sư Minh Tuệ. Quý vị có dám cam đoan rằng không có bàn tay đạo diễn của YouTube không? Nó đều có cả. Con cũng làm YouTube, nhưng tại sao con lại chỉ trích vấn đề này? Bởi vì con nhìn được cái âm mưu đó, con biết được họ đang dẫn dắt dư luận. Và thậm chí anh Thịnh Quá Hiền, khi bây giờ một người đó chưa từng lên hình mà đang nổi tiếng hơn tất cả, trong đó chỉ nổi tiếng sau sư Minh Tuệ thôi chứ không thua ai được cả, thậm chí nổi tiếng hơn cả sư Minh Tạng, còn hơn là ca sĩ diễn viên luôn. Ngày trước có một anh phát biểu như vậy rất là hay, giờ anh Thịnh giống như đang bị thao túng vậy. Bây giờ YouTube cứ kề cận, thậm chí ảnh trừ khi anh đi ỉ thôi là YouTube là không theo, chứ ngoài ra anh lên bệnh viện nuôi mẹ già cũng theo, tất cả mọi thứ anh đưa đơn công an người cũng ngồi phỏng vấn. Mà cái câu cuối cùng họ vẫn thỏ thẻ để hỏi sư Minh Tuệ anh có biết đang ở đâu, họ vẫn moi thông tin. Nếu như mọi người chú ý, mà chính vì cái điều này thì chắc có lẽ rằng sư Minh Tuệ đã biết trước từ đầu về những diễn biến là nó đã không đẹp rồi, nên là nói với anh Thành cứ sửa sang hàng rào vậy đi, 5-7 ngày nữa sẽ trở lại. Chứ không lẽ thầy nói thầy không trở lại chi mất công anh Thành quá má. Thì giờ phút này con nói vậy là cô chú đủ hiểu đó. Mặc dầu con không biết thầy đang ở đâu, nhưng con tự tin rằng thầy Minh Tuệ đang an toàn và đang tu tập tốt, chứ không giống như những thông tin mà trái chiều rồi giằng co rồi làm hoang mang cộng đồng trước đó nữa. Đây là những gì chân thành nhất mà đây đó Cà Mau muốn gửi đến tất cả cô chú ngày hôm nay. Thì con cầu mong rằng anh Thịnh cũng nhìn thấy được cái video này để là chấm sự dẫn dắt từ những câu hỏi của những người đó. Mỗi ngày họ đều phỏng vấn anh Thịnh, quý vị để ý đi, ngày nào họ cũng đưa anh Thịnh lên sóng, mà mục đích những câu hỏi đó là nó xoáy vào cái nội dung để tìm ra sư Minh Tuệ. Mà tìm ra để làm gì? Có phải rằng họ đang muốn là, quý vị phải biết đó, nếu như mà không có sư mà còn cỡ này, nếu như có sư rồi thì con cam đoan với gì màn ba cảnh một sẽ tái diễn, cũng giống như ở Huế và Gia Lai đợt rồi mà thôi. Họ muốn tìm ra tung tích để bà con bu lại thông qua những tin giật gân của họ. Mà bà con bu lại rồi thì chắc chắn sẽ mất an ninh trật tự trong xã hội này, sẽ tái diễn giống như những ngày trước. Mà nếu tiếp tục như vậy thì sẽ làm khổ cái an sinh xã hội, sẽ lại rối loạn. Và điều đó thì pháp luật đâu có cho phép. Mà pháp luật không cho phép điều đó rồi thì bắt buộc sư Minh Tuệ, một là nghỉ tu, còn hai là ẩn tu biệt tích, không còn khả năng để đi khất thực giống như ý nguyện đầu đà của mình nữa. Tức là coi như bọn họ đang muốn triệt hạ luôn cái đường tu của sư thầy. Mà nếu như muốn triệt hạ đường tu của sư thầy thì bọn họ là người đến từ đâu? Bọn họ là ai? Con không dám nói sâu, nhưng con chỉ muốn nói tới đây để cho mọi người tự hiểu, tự biết cái vấn đề xảy ra thôi. Chứ mình phân tích sâu mà mình không có bằng chứng. Đây chỉ là phương diện bằng mắt thường, bằng kinh nghiệm cuộc đời, để nó cho mình nhìn thấy bao nhiêu sự việc nó đang diễn ra trước mắt mình như vậy thôi. Chứ con không có dám nói những gì được gọi là quạch tẹt ra, rồi mất công mình dạ miệng. Tại vì trên này là cái mạng xã hội, chứ không phải là cái chuyện đùa. Mà mình có thể muốn nói gì thì mình nói được. Cô chú thấy thông tin này hợp lý thì hãy chia sẻ mạnh lên giùm con, chia sẻ cho nó rộng rãi ra để bà con ai cũng biết, để tẩy chay tất cả cái bọn này, để dọn dẹp nó ra khỏi nhà của sư Minh Tuệ. Bởi vì nên nhớ rằng lúc nào bọn họ cũng nói một câu, quý vị tới đây đảnh lễ nào này kia, như thế này như thế kia, rồi về đi để giữ sự bình yên cho gia đình sư. Họ lúc nào không lên chỉ trích, nhưng bản thân bọn họ đang là giả tạo.
họ có làm được chưa, họ có rời khỏi đó chưa. Họ miệng thì kêu người ta về, nhưng chính bản thân họ ngày nào cũng kè kè bên gia đình và bên anh Thịnh, họ không rút luôn, đúng không quý vị? Rõ ràng là như thế. Thì ý đồ là gì? Con nói thiệt, con không quơ đũa cả nắm, con không gọi tên ai, nhưng con chỉ muốn ám chỉ rằng trên đời này đừng nhìn bằng mắt. Những kẻ mà ngồi nói đạo lý đó, hay diễn trò cho thiên hạ thấy rằng mình tốt như nào như này đó, toàn là ba xạo. Nói thẳng là vậy. Bây giờ anh quý vị thấy không, điển hình là anh Thành Trung. Anh Thành Trung TV, ảnh có quay nữa không? Ảnh có bám ở đó không? Hay là trong thời gian này ảnh thấy những gì gặp gỡ đã đủ rồi, còn lại nếu như gặp sư thầy Thích Minh Tuệ tiếp tục trên cuộc đời này không là tùy duyên. Ảnh lui về địa phương, ảnh đi khắp nơi, ảnh đi từ thiện, đi cho quà bà con nghèo. Ngày bữa trước anh còn chụp tiền lên trên tóc cộng đồng để ảnh có những cái video là ảnh đăng, ảnh chia sẻ những hoàn cảnh tình thương. Tại sao những con người đang cũng làm YouTube ở đây mà họ không làm như vậy? Người ta về hết rồi còn họ không về là tại sao? Tất cả đều có mục đích, quý vị phải tự hiểu. Chứ bây giờ không lẽ con nói ra rằng anh A anh B giả tạo đồ này kia thì con giả miệng nữa. Bởi vì á, mình không có bằng chứng, mình chỉ có cái cách tính, kinh nghiệm cuộc đời cho phép mình suy đoán với những giả thuyết được đặt ra. Còn cái chuyện rõ ràng thì mình chưa xác thực, mình không có tuyên bố bậy được. Nói chung mình chưa có thuốc trị bệnh được thì mình hãy phòng bệnh. Thì bây giờ tốt nhất mà nói theo ý con là anh Thành không nên tiếp xúc bất kể một YouTube hay một phương tiện truyền thông nào trên đó cả, và không trả lời bất kể một vấn đề nào cả. Nếu như tiếp tục thì coi như đang bị họ dẫn dắt là trở thành con rối của họ luôn. Họ hỏi cái gì thì trả lời cái đó. Bởi vì quý vị thấy không, họ đưa anh Thành lên, họ hỏi những câu ngặt ngặt không à, hỏi những câu phải nói rằng là nó xấy vào cái nội bộ người ta. Rồi chưa kể là cuối cùng sư thầy đang ở đâu. Đó, tất cả đã thể hiện lên hết mà mọi người bỏ quên. Mọi người cứ vô tình cứ nghĩ rằng ừ anh em này tốt quá, anh em này ở lại chăm lo sư thầy. Nhưng gia đình người ta không có cần hộ pháp quý vị à. Chuyện đâu vẫn còn ở đó, ở đâu cũng có cán bộ địa phương. Họ không nguy hiểm tới nỗi mà bị người ta cướp bóc để cho những anh YouTube này phải ngồi đó câm. Không có chuyện đó. Kể cả sư thầy Thích Minh Tuệ còn không có gì, còn không lo mà, thì huống hồ gì cha mẹ sư Minh Tuệ và anh Thịnh phải lo cho sự an nguy, phải cần những con người YouTube truyền thông này ngồi ở đó bảo vệ. Cái đó là cái ngụy biện. Mà họ cũng may mắn khi có bà con mình yêu mến sư Minh Tuệ tới đảnh lễ cốc, tới địa phương thăm hàng ngày. Hết người này đi thì tới người kia đến. Mà nhờ những người đó cái họ bu vào họ phỏng vấn. Ờ con nghĩ sao con? Chú Nguyễn nghĩ sao chú? Ờ nói những chuyện tình thương mến thương đồ rất là hay, nghe rất là lọt lỗ tai. Nhưng bên cạnh đó thì quý vị có biết được rằng họ ở lại đó với mục đích gì không? Chúng ta không biết được. Thì đó mới là cái chuyện khôn lường đó. Bao nhiêu người đi, ngay cả người giếng tới rồi người ta cũng về mà. Nhưng họ không về, quý vị đang bỏ quên rồi đó. Nhưng trên đời này họ cũng là một người không hơn không kém. Thì tại sao chúng ta phải đặt giả thuyết cho họ rằng họ ở lại họ bảo vệ gia đình? Gia đình anh Thành cũng là đàn ông trai tráng mà, không biết tự vệ sao? Hay là anh Thành bất lực, hay là anh Lê Anh Tấn cũng bất lực để họ phải có những người này mới bảo vệ được cho họ, đúng không? Nếu như quý vị cho rằng cần bảo vệ đó thì thuê đại một đội vệ sĩ đi, thuê đại công ty bảo vệ đó đi, mặc đồng phục đàng hoàng bảo vệ gia đình cá nhân. Tại sao phải cho YouTube bảo vệ mới được, phải không? Vấn đề đó mình cần nghiên cứu lại. Và theo như ý con chia sẻ cô chú á, là anh Thịnh vào lúc này không nên tiếp xúc truyền thông nữa. Tại vì mình không biết ai thật ai ngay. Giết nhầm hơn bỏ sót. Mình đang ngừa bệnh còn hơn trị bệnh. Tại bọn họ ngày nào cũng bám lại đó, mục đích là để moi tin của thầy, muốn biết thầy đang ở đâu. Họ còn tung tin lên những cái trang bẩn cho rằng tụi bay nói thầy an toàn thì tụi bay phải chứng minh. Ủa anh là gì mà tôi phải chứng minh, đúng không? Anh là chủ tịch nước ha? Hay là chủ tịch tỉnh mà tôi phải chứng minh cho anh? Ngay cả giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng còn không có tư cách để kêu chứng minh. Vốn dĩ sư Minh Tuệ không nằm trong giáo hội, sư Minh Tuệ có quyền tự do
Và chúng tôi cũng có quyền tự do của chúng tôi. Các anh cũng không là cái gì mà tôi phải đăng lên chứng minh rằng sư Minh Tuệ phải đang ở cái cốc này hay là cái am kia. Không có cái vấn đề gì mà tôi phải nói hoạch tẹt ra sư Minh Tuệ ở đâu. Chúng tôi không có nghĩa vụ phải phục vụ những câu hỏi này. Đúng không quý vị? Con nói rất là công bằng. Đó. Thì vừa qua xuất hiện, giờ là anh Thình đã lắp camera. Rồi nói chung là có kẻ gian để vào để ghi âm, ghi hình gì đó con không biết. Nhưng mà ghi âm, ghi hình gì đó thì con chưa thấy. Nhưng con chỉ thấy rằng nhiều truyền thông bận đang bám lại để đưa tin. Người ta đã lên án nhiều rồi, nhưng bọn họ chưa chịu rút đi. Còn cụ thể kênh nào thì con không có nói tới. Bởi vì nó đụng chạm nhiều thứ, bởi vì mình chưa có được cái xác thực. Thì quan trọng rằng con khuyên tất cả mọi người tới đó, những cô chú nào đang có ý định tới Gia Lai thì mình đề phòng. Ai phỏng vấn cái gì mình cũng đừng có bao giờ trả lời. Mình không có nói chuyện với ai cả. Mình chỉ tới đó mình đảnh lễ riêng mình thôi. Còn nếu như được cái duyên mình gặp anh Thịnh thì mình nhắc nhở anh đừng bao giờ trả lời truyền thông nữa. Anh trả lời lên đây cũng không có giải quyết được chuyện của sư Minh Tuệ. Anh trả lời lên đây cũng không có giải quyết được cái chuyện gì trong gia đình, mà chỉ làm mọi thứ thêm rối thôi. Nếu vậy biết truyền thông là nó mạnh cỡ nào. Từ một lời nói của anh Thịnh, họ có thể xuyên tạc ra nhiều thứ. Chưa kể rằng lỡ như anh Thịnh nói một cái gì đó không hay thì nó lại lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội này. Thì quý vị thấy nó khủng khiếp cỡ nào chưa? Nó không hề đơn giản đâu quý vị ơi. Quý vị phải cẩn thận. Đó là những lời nói chân thành mà con muốn dành tặng tới mọi người trong buổi chiều ngày hôm nay. Là nó quá chân thật đi. Tại con đã thu thập tất cả các dữ liệu rồi. Kiểu gì cũng có kẻ gian thôi. Mật Anh Chiến là Nghệ An, ảnh có nói rằng tụi nó đang ẩn nấp dưới cái lớp vỏ bọc ở vòng vòng đó đó. Nhưng tụi nó chưa dám manh động. Tụi nó chỉ là có ý đồ để moi tin thôi. Mà họ ngâm tới như vậy thì đa phần chỉ muốn triệt hạ đường tu của thầy thôi, chứ không có cái gì cả. Một khi mà biết thầy ở đâu rồi thì coi như bọn chúng đưa tin chóng mặt. Mà đưa tin rồi thì bà con mình lại bu vào tiếp. Mà trong đó trong bà con mình bu vào, đảnh lễ không nói gì, những thành phần khác nó trà trộn vô, nó làm náo nhiệt đám đông. Giống như vừa rồi sư Minh Tuệ về Gia Lai thì Gia Lai dở trận. Cái gì nghĩ coi, lấn sư Minh Tuệ té luôn còn gì. Còn mẹ nào nhảy vô ôm sư Minh Tuệ nữa. Nó làm rối loạn như thế. Thì chắc chắn rằng đường tu của thầy đi khất thực đó, cái chuyện đó không bao giờ tiếp diễn được nữa. Mà nếu không tiếp diễn được nữa thì có phải rằng nó đạt được cái mục đích là nó triệt hạ luôn không? Thì quý vị thấy nguy hiểm chưa? Mà ai trên đời này lại muốn triệt hạ sư Minh Tuệ? Sư Minh Tuệ đâu có đắc tội với ai. Sư Minh Tuệ đi đâu có lấy đi chán cơm manh áo của ai. Sư Minh Tuệ chưa có chửi rủa ai. Ai sư cũng là muốn cho an hòa, muốn cho an lành, muốn cho tuyệt vời, muốn cho đắc đạo thành Phật. Thì hà cớ gì phải làm vậy? Thì trừ khi bọn ma tà thôi, ghen ăn tức ở thôi. Nói chung rằng được gọi là với sự xuất hiện này đã đạp đổ chén cơm của những người được gọi là thích cúng dường đi, thì họ cũng có động cơ để làm chuyện đó, đúng không quý vị? Thì đây là phương diện mình nói cho nhau nghe, mình chia sẻ để mình đưa ra được một cái cách tối ưu để mình giúp thầy. Nếu như giúp thầy, quý vị thương thầy thì quý vị ngon ngồi ở nhà như tôi vậy nè. Chứ quý vị đừng có đeo bám gia đình ta rồi dở cái miệng lên mà nói tôi ở đây tôi giúp. Tôi giúp cái gì? Tôi ở đây tôi quay phim thì có. Bây giờ hỏi chứ, hỗ trợ đưa mẹ của sư Minh Tuệ đi lên trên bệnh viện, tôi đồng ý. Mà nếu như không có quý vị, gia đình ta cục tay cục chân chân không đưa mẹ anh ta lên bệnh viện được. Phải có mấy anh mẹ anh ta mới được tới bệnh viện. Nói chuyện quan đường, nói chuyện xàm xí. Còn chuyện lắp camera trong nhà, hỗ trợ gia đình lắp camera trong nhà. Ủa gia đình ta kêu thợ tới lắp không được, sao mắc nhờ mấy anh này hỗ trợ? Mấy anh này có kỹ thuật gì trong chuyện camera? Phải không quý vị? Mình phải nói cho nó chính xác. Mình diễn trò thì đừng có diễn lố, để mắc công nó bị lộ. Họ đang làm những chuyện không ai coi được. Thậm chí từ những cái ngày mà lắp những cái bóng đèn đó, ở trước cửa nhà thầy, thì quý vị thấy không? Gia đình ta nào giờ nếu như có nhu cầu thì người ta đã lắp rồi. Còn nói về mặt đường xá địa phương mà có nhu cầu phục vụ cho dân thì chính quyền cũng đã lắp rồi. Thì nếu như những chuyện đó đều không xảy ra thì cái nhu cầu này là của ai?
có phải là của những người này lắp để dễ dàng sinh hoạt và kéo tới nhà sư Minh Tuệ ăn dầm nằm về trong những ngày sắp tới không? Còn trong cái bồ đề thì tung hô lên, đây là bàn tay của Phật. Có phải rằng họ đang ma mị chúng sanh để hòng là kéo dư luận tới đó không? Quý vị, họ đang làm, cố tình làm rối loạn. Thì mọi người cần đề phòng những kênh này, đừng cho rằng những kênh này là chính nghĩa. Quý vị phải bằng một con mắt nhìn khác, phải coi lại đi. Họ đang làm những điều nó sai với sự thật, sai với thực tế, mà mọi người đang bị dẫn dắt luôn khi phải tin tưởng họ. Con hỏi chứ nếu như mà chính nghĩa mà nói, có ai đi đời đi đồn lên, dựng gân lên, ừ cái này là bàn tay Phật, à, giống dữ he đồ này nọ. Có phải rằng đang cố tình muốn kéo dư luận về đó không? Qua hôm sau còn bài luôn cả cái con đường mà dọn đường đi xuống cái bồ đề. Họ không nói gì. Qua bữa sau họ chỉ làm, dọn đường đi xuống cái bồ đề. Bữa nay đường đi xuống cái bồ đề con lành của. Con hỏi cây bồ đề làm sư Minh Tuệ hay gì đi xuống đó? Cây bồ đề là cục vàng hay gì mà đi xuống đó? Bây giờ ai đang có nhu cầu đi xuống cây bồ đề mà họ phải dọn đường đi xuống cây bồ đề? Trả lời cho con nghe cái đoạn đó. Có phải rằng họ đang ma mị dân rằng xuống để đảnh lễ cái bồ đề không? Mà cây bồ đề đó là cái gì? Cây bồ đề đó chỉ là một người khác tặng tới chồng mà thôi. Là cái gì mà đảnh lễ? Cây bồ đề là Phật hả? Thì không phải, thì những ngày trước đó đó họ nói là cây bồ đề đó giống cái bàn tay Phật. Thì tức là ý rằng là dọn đường để cho Phật tử xuống cái bồ đề đó. Họ đang ma mị và muốn kéo mọi người tới cây bồ đề để mê tín. Họ đang cố tình làm rối loạn địa phương của thầy. Bây giờ diễn biến nó rất phức tạp. Đừng bao giờ quý vị đánh giá bằng mắt thường cho rằng những người này tốt, làm đường đi xuống cây bồ đề tốt ha. Nhưng mà quý vị có bỏ quên không? Có quên một điều rồi đó. Tại sao phải đi xuống cây bồ đề mới là điều quan trọng? Xuống để làm cái gì mới là điều quan trọng? Trong khi không còn sư Minh Tuệ tại đó, mà những điều kiện này sư Minh Tuệ có kêu làm hay không? Và sư Minh Tuệ có công nhận cái đó rằng là tôi nhận hay không? Và có nói rằng chỗ này tôi sẽ ngồi, tôi sẽ thiền định hay không? Mà dọn đường đi xuống đó. Không hề có những chuyện đó xảy ra. Thì con kính mong cô chú mình hãy nhìn lại đi. Dư luận đang bị dẫn dắt thiệt rồi. Đang bị dẫn dắt nặng luôn. Con lên đây con để con nói hết toàn bộ sự tình để cho mọi người biết trong buổi chiều ngày hôm nay, để chúng ta cảnh giác kịp thời, ngừa bệnh hơn trị bệnh cô chú ơi. Sở dĩ gia đình sư Minh Tuệ ngày hôm nay cũng có những cái mấu chốt, then chốt nằm trong đó. Nhưng mà con nói rằng cũng từ những người này mà ra. Khi con không biết họ tiếp xúc với anh Thành, họ nói về những gì. Nhưng khi lên video, con thấy anh Thành cũng không được bình thường. Bây giờ ngày nào họ cũng kè kè bên anh Thành cả. Trừ khi anh Thành đi ị mà thôi. Quý vị thấy nguy hiểm chưa? Thì cái đó đó là hiện giờ một số anh em mà ngày trước đồng hành với con, họ rời khỏi hết rồi. Họ rời khỏi từ lâu rồi, không có ngoài đó. Tại vì họ giữ được cái chính nghĩa cho riêng mình. Họ không có bao giờ mà làm chuyện sàm bậy như vậy. Thì quý vị nên cảnh giác, nên coi lại giùm con. Đó là những lời con nói đó. Còn ai tin con thì tiếp tục coi. Ai không tin con có quyền bỏ đăng ký và đừng bao giờ coi nữa. Tại vì con nói lên đây sự thật bất lòng, nó quá là đụng chạm đi. Nhưng mà bắt buộc con cũng phải nói thôi. Tại vì mình không thể lặng yên được. Nó dẫn dắt tuyệt đối. Quý vị chưa tin thì quý vị có thể coi kỹ lại những đoạn video đó. Thì sắp tới con cũng sẽ cập nhật những tình hình. Quý vị hãy chờ đó. Tuần hay sẽ có. Bây giờ nè, cái chuyện mà báo công an đồ này kia, con cũng chưa biết là ý kiến ban đầu là của ai. Cũng có thể là ý kiến của những người này luôn, dẫn dắt anh Thịnh, kêu Thịnh báo công an đồ này nọ. Bây giờ không biết thẻ đâu. Thì báo để làm gì? Để cho công an tìm. Mà công an tìm để làm gì? Tìm đi ra sư Minh Tuệ. Mà ra sư Minh Tuệ làm gì? Để náo loạn xã hội. Mà náo loạn xã hội để làm gì? Để triệt hạ con đường đi của sư Minh Tuệ. Mục đích cuối cùng là vậy thôi. Nó khớp với câu nói rằng mỗi ngày đều gặng hỏi sư Minh Tuệ ở đâu. Mà ngày nào họ cũng đăng sư Minh Tuệ xuất hiện, sư Minh Tuệ xuất hiện đó, mà không thấy sư Minh Tuệ. Có phải rằng họ đang cố làm dậy sóng dư luận không? Mọi chuyện đó quý vị gõ hơn con, gõ như ban ngày, không cần giải thích thêm sâu nữa, mất thời gian. Đúng quý vị, bữa nay con đi thẳng vấn đề. Con cảm ơn cô chú mình coi rất nhiều. Thì con á, thời gian có hạn, con xin hẹn gặp lại mọi người ở video khác. Những gì con nói hết rồi, quý vị cứ tự suy nghĩ. Bây giờ thì con xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại một video sớm nhất vào ngày mai.